Chào mừng các bạn đến với chương trình Simple Talk Beauty và tôi là Hawk của chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mời đến đây với một nhân vật khá là có tiếng ở trên TikTok, một TikToker rất nổi tiếng trong ngành làm đẹp ngành spa. Nhân vật mà có mặt với tôi tại trường quay ngày hôm nay chính là Phương Trung. Phương cho chị đặt một câu hỏi Dạ vâng Thực ra là chị theo dõi cái kênh TikTok của Phương khá là lâu Trong ngành làm đẹp thì em là một trong những nhân vật mới Một nhân tố mới Dạ vâng Và thực ra là nhân tố mới thì tất nhiên là thời đầu nó sẽ có khó khăn và vất vả Dạ vâng Tuy nhiên là một cái hành trình rất là ngắn thôi dạ. mà Phương đã làm được những cái việc mà có thể là có những cái thành viên ở trong ngành gạo cội đến khoảng tầm 10 năm cũng không có những cái thành quả được như Phương Thế thì sau đó thì lại thấy Phương đánh sang cái mảng đào tạo Thế thì uh, cho chị Hoa hỏi là điều gì dẫn phương từ một chủ số spa đến uh, cái ngành đào tạo uh, cho các cái học viên hoặc thậm chí là các chủ số spa trong cái ngành đào tạo của ngành spa. Đối với em thì em luôn quan điểm rằng bản thân mình không phải là một người giỏi và vẫn phải luôn học hỏi các anh chị trong nghề rất là nhiều. Nhưng mà khi bắt đầu là mình chia sẻ khoảng độ 1 2 3 clip ở trên các nền tảng có thể là TikTok hoặc là Facebook thì được mọi người biết đến rất là nhiều. Được mọi người ưa chuộng và mọi người mong muốn được học hỏi từ những cái điều mà mình đang có được và mình đã có được. Thế từ đó sau đó là em bắt đầu em bén duyên đến cái ngành nghề đào tạo này. Và đối với em mình không giỏi mảng nào thì mình sẽ có đội ngũ giỏi hậu thuẫn phía sau chẳng hạn như em là một người vận hành uh, doanh nghiệp đi em sẽ thâu tóm vận hành tất cả và em làm về mảng marketing còn những cái mảng cần đòi hỏi chuyên môn rất là sâu và rộng thì em sẽ có đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp cũng như là kinh nghiệm lâu năm thâm niên trong cái mảng về gia liễu này họ sẽ đứng lên đào tạo hoặc là họ sẽ phụ trách những cái vấn đề về chuyên môn đến cho các chủ spa và cũng một điều rất là may mắn cũng bản thân em đôi khi là mình không ngờ được rằng là mình lại được những chủ spa này có kinh nghiệm 10 năm trong người và đôi khi là 15 năm. Cái thời điểm đó là cái thời điểm mà em vẫn còn hay nói đùa là em vẫn còn đang cởi chuồng tắm mưa chưa hề biết đến một điều gì về cái ngành làm đẹp này. Và được mọi người biết đến và được mọi người học hỏi lại ngược từ mình, nó là một cái điều rất là may mắn. Và mình hiểu được rằng là à, mình phải có trách nhiệm làm sao để mình đem lại những cái điều tốt đẹp nhất cái điều mà họ đang mong muốn, kể cả về mảng chuyên môn cũng như về mảng vận hành, những cái yếu tố mà họ cần tìm ở mình là gì thì mình sẽ cố gắng mình trao đi một cách không toan tính cho họ để họ làm sao họ có thể phát triển và họ đi một con đường dài xa hơn và tốt hơn nữa thực ra là trong cái ngành này ấy, đôi khi cái vấn đề về kinh doanh nó đang bị hiểu sai dạ vâng bởi vì đa phần các chủ số ba đi lên từ nghề họ là những người kỹ thuật viên dạ vâng và khi mà đi từ kỹ thuật viên lên thì người ta nghĩ là vấn đề là họ chỉ làm chuyên môn thôi. Nhưng thực ra đứng dưới vai trò chuyên môn thì theo cái thể chế về mặt pháp lý thì họ vẫn là không chuẩn. Dạ vâng. Thế thì ở đây nếu để làm kỹ thuật để làm chuyên môn thì lại phải là có cái đội ngũ chuyên môn chính là bác sĩ. Ví dụ như là Phương có nói về một cái đội ngũ hậu thuẫn đằng sau Phương để mà đào tạo về vấn đề chuyên môn, phụ trách về vấn đề chuyên môn. Tuy nhiên là đối với một người chủ thì chúng ta chỉ đứng ở góc độ vận hành thôi đứng ở góc độ vận hành trong đó nó sẽ quản lý tất cả những cái hạng mục như marketing bán hàng vận hành quản lý con người quản lý nhân sự thế thì ở đây để mà một một mô hình kinh doanh thành công ấy, thì nó sẽ bao gồm cả yếu tố chuyên môn nó là một giá trị cốt lõi yếu tố chuyên môn mặc định trong cái nghề này nhất là người sức khỏe nhé dạ vâng. thì nó càng phải quan trọng thế nhưng mà bên cạnh đó thì mình có chuyên môn rồi nhưng mà phải có yếu tố vận hành tốt phải có marketing phải có bán hàng tốt thì thực ra là chị thấy chơi với phương lâu ấy, thì chị thấy rằng là Phương là một trong những cái thành viên mà khá mạnh về marketing và bán hàng. Thậm chí là cái sự mạnh mẽ, cái sự quyết liệt trong cái việc hành động đó là cái tố chất của một cái người lãnh đạo, tố chất của một người làm chủ. Thế còn ở đây thì đôi khi chúng ta đừng hiểu sai quá về vấn đề đó là bà có phải là bác sĩ đâu, bà có phải là dược sĩ đâu mà bà làm được chuyên môn. Thì đằng sau chúng tôi vẫn có một đội ngũ hậu thuẫn mà. Dạ vâng. Chúng tôi là những người vận hành và chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia đi cùng chúng tôi chứ không phải là chính bản thân chúng tôi phải làm chuyên môn. Còn đôi khi cái chúng tôi thích chúng tôi có thể nghiên cứu các cái tài liệu, các cái website thậm chí là trong nước hoặc là ngoài nước. Thế nhưng mà ở khía cạnh của chúng tôi, ở khía cạnh của những người như chị và Phương thì chỉ đứng ở góc độ vận hành. Còn có thể là chị chính là một dược sĩ chị có cái vùng nghiên cứu của chị nhưng mà chị vẫn đứng ở góc độ vận hành và chị vẫn làm tốt được cái vùng chuyên môn và chị vẫn làm tốt được cái vùng vận hành thì để mà chúng ta thành công được trong bất kỳ một ngành nghề nào nhất là cái ngành nghề này thì chúng ta nên bóc tách khỏi cái vai trò chuyên môn của chúng ta và nếu một người làm chủ thì chỉ đứng ở cái vai trò vận hành thôi và từ vận hành thì chúng ta sẽ có yếu tố con người, yếu tố quyết định đến nữa là marketing và bán hàng vì nghề gì cũng vậy kinh doanh thì cái cuối cùng nó cũng là phải mang lại cái giá trị cho cộng đồng cái giá trị cho khách hàng và cái cuối cùng đấy chính là mang lại một nguồn thu và sự phát triển cho brand cho thương hiệu của chúng ta dạ vâng và có một cái yếu tố mà có một điều mà em muốn chia sẻ đến tất cả mọi người đó là cái ngành nghề này nói riêng và tất cả những cái ngành nghề khác nói chung tôi ở đây là một người quản lý doanh nghiệp đương nhiên trong ngày nghề của tôi tôi nhất định phải biết được những kiến thức đó để chia sẻ đến các bạn và có thể là tôi um, trả lời các bạn một cái cách sâu xa cũng như là một cách chính xác nhất và trên mọi con đường người ta đã có một cái câu là muốn biết phải hỏi và muốn giỏi thì là phải học con đường học hành của chúng ta nó là mãi mãi thế nên là đôi khi các bạn uh, thấy mình chia sẻ những clip hoặc là những cái nội dung mà đang uh, các bạn đang thắc mắc một cách rất là chuyên nghiệp những cái đó chúng tôi cũng phải bỏ thời gian cho chúng tôi học và tìm hiểu nên là đôi khi các bạn nhầm mình là bác sĩ nhưng mình sẵn sàng mình chia sẻ mình không phải là bác sĩ mình là một người quản lý doanh nghiệp và mình là Phương Trung Nhật Hẹn. Chị em mình sẽ trao đổi về vấn đề những cái góc khuất trong nghề đào tạo ngành làm đẹp tại thị trường Việt Nam. Dạ vâng, đúng điều em mong muốn. <laughs> Thế thì thực ra nhiều khi chị cảm thấy nó khá là hài hước. Đó. Cứ những cơ sở nào, không phải nhá, không phải cơ sở nào, tất nhiên là cũng rất là rất là nhiều cơ sở là họ thành công rồi họ mới đi đào tạo. Thế nhưng mà vẫn có cơ sở là không thành công với nghề làm đẹp, không có khách hàng thì lại tham gia vào kênh phân phối sản phẩm. Và từ đó là bắt đầu lại đào tạo. Thế thì nếu mà như vậy thì có kinh nghiệm gì để đào tạo? Đào tạo nó sẽ đến từ cái kỹ năng về mặt vận hành của người làm chủ. Cái thứ hai nữa là yếu tố chuyên môn của đội ngũ hậu thuẫn đằng sau. Dạ vâng. Thế thì Phương đánh giá gì về cái thị trường làm đẹp? Chị thì đánh giá là khá nhộn nhạo. Còn Phương thì đánh giá như nào? em hay nói đùa một câu là làm spa ế thì đi đào tạo cũng lại xin lỗi mọi người vì mình có nói một cái vì cái cụm từ sắp tới đây mình sẽ nói là có thể là, là hơi mất lòng một số bạn đó là gì thị trường đào tạo nó hơi lung cung rất là nhiều không hề ít là khi mà học viên tìm đến em để học những cái mảng nó không liên quan đến cái mảng em đào tạo khi mà các bạn chia sẻ là các bạn đã học những cái mảng đó chẳng hạn như về mesotherapy thì các bạn chỉ nhìn nhưng lại các bạn lại không được làm chẳng hạn hoặc là học về vấn đề peel da nhưng các bạn lại không được cầm tận tay cầm cái chổi quét hay là cứ không được tận tay trà lên trên bề mặt da của khách như thế nào không cảm nhận được cái, cái sản phẩm peel như thế nào texture của nó ra sao các bạn không hề cảm nhận được thế này các bạn đi đi học đây các bạn học ở đây thì tất cả khoảng hai 30 người cùng trâu đầu và nhìn như thế này và <laughs> nhìn chủ ba dậy như này thì mình không hiểu là các bạn đến các bạn học cái gì các bạn học lý thuyết hay là các bạn đi các bạn gọi uh, là các bạn tham quan đó thế thì khi mà khi các bạn đã học về như vậy các bạn không động lại được trong đầu cái gì nhiều cả và đến khi hỏi đã hoạt chất cái gì các bạn không hề nhớ cái sản phẩm đấy bôi có thể là bôi năm 10, 15 phút trên da các bạn nhớ ok nhưng điểm cuối lâm sàng như thế nào Các bạn không hề nắm được Và đôi khi mình thấy là các bạn đi học là học để lấy vui Hoặc là các bạn đi học để các bạn lấy hình ảnh Hoặc là các bạn đi học vì học vì phong trào đó, nó là những cái mà mình thấy cảm thấy nó rất là buồn cười Thế nên là nhiều nhá Chính cái nguyên nhân này nó là cái nguyên nhân mà vì sao mà em muốn đánh mạnh mạng đào tạo Và em muốn một mình em em dùng cái từ này có thể là xin lỗi mọi người nó hơi ảo tưởng sức mạnh một tí nhưng em có nghĩa là em muốn là thiết lập làm sao để cho cái ngành nghề đào tạo này nó thật sự nó chuyên nghiệp và sau khi học viên kết thúc những cái khóa học đó họ phải hiểu được ít ra thì cũng phải là cốt lõi mấu chốt của vấn đề chứ không thể là chúng ta đi cưỡi ngựa xem hoa xem xong chúng ta lại về như vậy được với chị thì mỗi một nhãn hàng đều có những cái lợi thế riêng biệt Nhãn hàng nào cũng có cái ưu, nhãn hàng nào cũng có cái nhược. Và cái việc mà mình lựa chọn cho khách hàng của mình thì mình phải hiểu khách hàng của mình hiểu bệnh lý, hiểu tất cả những cái giá trị cốt lõi mình mong muốn mình cung cấp cho khách hàng để mình lựa chọn những cái sản phẩm đúng. Và từ đó thì mình tập trung nếu mà mình mạnh rồi, mình không phải làm chuyên môn nữa thì mình thuê những cái người làm chuyên môn hỗ trợ đồng hành cùng mình. Dạ. Còn lại mình chỉ làm vận hành kiểu như phương thôi thì cái sự lộn nhộn đấy nó sẽ bị khác đi. Thế nhưng mà đi vào thực tế thì với những cái điều mà mình vừa kể trên thì theo phương những cái sự lộn nhộn phía sau đó nó sẽ để lại những cái hệ lụy gì cho khách hàng? phải nói thật là hệ lụy các bạn có thể lên kênh tiktok của mình là phương trung các bạn có thể thấy cái hệ lụy mình sâu ra hàng ngày hàng tuần và hàng giờ các bạn có thể thấy những cái biến chứng của những cái gọi là phương pháp về meso hay là những cái mà đang hit hot trên thị trường các chủ spa đang đủ theo trend mà không học một cách bài bản nó dẫn đến cái hệ lụy một cách kinh khủng khiếp như thế nào đó có thể là biến chứng vô vàn nhiều và vì sao em lại nói lại cái vấn đề mà chị hoa vừa mới đề cập là gì luôn luôn nói với học viên tôi cho các bạn cái cần câu câu như thế nào là là việc của các bạn tôi cho các bạn cái khung sườn rồi phát triển nó ra như thế nào là phụ thuộc vào các bạn các bạn phát triển các bạn phải phát, phát triển từ gốc các bạn nuôi nó lên chứ không thể từ ngọn các bạn phi nó xuống được đó là những cái mà mình luôn chia sẻ với các bạn làm sao để có thể phát triển một cách vững chắc nhất và đi lâu dài nhất trong cái ngành nghề này thực ra là cái kiến thức đi học ấy tại sao mà một ông bác sĩ các bác ấy phải ngồi đến khoảng tầm 7 năm với đa khoa Dạ, vâng. sau đó chuyên khoa thì rơi vào đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 năm nữa dạ, vâng. để có thể mà có được một cái bằng chính thức để có thể hành nghề, gọi là giấy phép hành nghề. Là bởi vì bản chất ở đó phải học những kiến thức nền tảng tốt nhất. Thế thì nhiều khi chị chia sẻ trước những cái đội mà các bạn ấy cũng cũng hay đi đào tạo ấy. Vâng ạ. Thì chị cũng nói một điều đó là khi mà mình đào tạo cho học viên ấy thì có một điều mà mình cần nói là như thế này nè Có hai cái keyword lớn nhất ở trong cái nghề này, một là chỉn chu đối với chuyên môn và hai là bài bản đối với vận hành khi mình đã dùng cái từ chỉn chu rồi ấy, thì mọi cái mình sẽ lắng xuống mình sẽ sâu hơn và khi mình bài bản với vận hành thì mình sẽ mong muốn là mang lại cái giá trị tốt nhất và từ cái giá trị cốt lõi đấy nó suy ra thì họ sẽ có cái cách học tốt nhất dạ, còn vâng. nếu không thì thị trường nó cứ lộn nhộn mãi như thế này thôi cứ không có khách thì đi đào tạo mà không có khách thì lại đi học và cái vòng luẩn quẩn nó cứ vòng luẩn quẩn nó như vậy và cái hệ lụy cuối cùng là khách hàng phải chịu những cái làm da mà giống như kiểu chị cũng phân tích ở trên kênh của chị và phương cũng phân tích ở trên kênh của phương dạ vâng chị hiểu được những cái khó khăn và vất vả của một người làm đào tạo thế thì có bao giờ phương muốn bỏ nghề không em sẽ chia sẻ ở đây là cũng có những chủ spa họ làm kem trộn và tìm đến mình để mong có một cái làn gió mới thay đổi cái cách thức điều trị trong spa của mình mong muốn nó có một cái làn gió mới và nó phát triển hơn nữa để bỏ qua những cái mà thất bại đã từng ạ chị hay thấy có cái chen đấy là spa theo dược mỹ phẩm dạ vâng đúng rồi. không nửa dược nửa kem trộn đó cái cái đang hay ho ở đây là nửa dược nửa kem trộn dùng tại spa làm cho khách muốn nhanh thì chúng ta sẽ ứng dụng rượu uh, thuốc hoặc là kem trộn còn kê cho khách về tại nhà thì lại kê là dược mỹ phẩm nên là đôi khi khai thác chính cái vấn đề khai thác cả online và offline của khách hàng vô cùng khó khăn có khi là tư vấn đến cả một tiếng rưỡi mới có thể khai thác ra là à, tại spa thì họ làm cho em những cái này những cái này và khi mà về dùng về tại nhà thì lại toàn những hãng brand uh, dược mỹ phẩm nổi tiếng thế nên đôi khi là mình rất là dối não có nghĩa là khai thác gọi là từ ngày này qua tháng nó cũng có khi lên đến hai ngày mới ra được là cái lịch sử dùng mỹ phẩm của khách là như vậy chúng ta mới biết được là cái nguyên nhân gốc rễ là tại sao cái da này tại sao chỉ dùng dược mỹ phẩm không mà nó lại kinh khủng như thế này chẳng hạn em chia sẻ rất là nhiều trên cái kênh của em là có những trường hợp học viên uh, họ đi học với một cái tâm thế hứng khởi gọi là hừng hực muốn học và nghĩ rằng học xong sẽ làm được ngay và học xong là có dây số ngay đó thì đến khi học thì lại thấy khó quá khó quá thì học được một hai hôm là em xin phép chị em bỏ cuộc tại đây thế mình bảo là ô tư duy của các bạn hiện tại như thế nào các bạn nghĩ học là đơn giản vậy sao nếu như đơn giản thì thị trường này không phải là của chúng ta nữa rồi đó và có khó thì mới phải học chứ còn nếu như đơn giản thì tất cả mình hay nói đùa là thiên hạ họ làm hết rồi không đến lượt các bạn nhưng có một điều muốn chia sẻ với các bạn ở đây là gì bất kể một ngành nghề nào cũng vậy thôi nó cũng sẽ có những cái khó khăn không cái nghề nào là trải thảm hồng ra cho chúng ta bước lên và nhận vinh quang cả chắc chắn nó sẽ phải có khó khăn từ những cái khó khăn đó thì các bạn mới tích lũy được những cái kinh nghiệm và từ cái kinh nghiệm đó thì mới đem lại được thành công cho chúng ta chứ không có cái gì là đơn giản cả các bạn ạ chỉ có những cái thứ phờ ri trên trời nó chỉ có chim và và mưa thôi chứ không có cái gì cả đang nói về vấn đề làm đào tạo nhưng mà đó là một mô hình kinh doanh dạ vâng và nếu mà nó là một mô hình kinh doanh thì nó sẽ có hai vấn đề. Một là thị trường đỏ. Đỏ thì có nghĩa là nhu cầu khách hàng phải có dạ vâng. thì thị trường nó mới đỏ bởi vì nhiều thằng lao vào làm. Dạ vâng. Thế nhưng mà đỏ thì nó vẫn có một cái ngách cho, cho chúng ta để chúng ta làm nếu chúng ta làm chuẩn. Còn vấn đề nữa mà lại chúng ta lao vào một cái thị trường mà gần như là không khó, dễ nhưng mà lại cũng dễ kiếm ăn thì đúng là chỉ có thôi Đúng không? Em cũng lại chia sẻ tiếp là gì là em là một người bước vào nghề là non đi non nớt đi uh, khi mà bước về việt nam được vừa tròn khoảng một, một đến hai tháng gì đó là em đã, đã bắt đầu là em uh, bước vào đào tạo đào tạo ở đây là đứng đằng sau là có một đội ngũ bác sĩ cực kỳ giỏi hậu thuận phía sau các bạn cần nâng cao có nâng cao các bạn cần cơ bản thì sẽ có những cơ bản và những gì các bạn cần ở mình marketing hay vận hành doanh nghiệp như thế nào mình sẵn sàng chia sẻ với các bạn nhưng mà càng đúng là càng chia sẻ nhiều thì sẽ càng thấy là nhiều góc khuất trong vấn đề là vấn đề vận hành doanh nghiệp chị ạ mm. cực kỳ nhiều góc khuất mm cứ mỗi một người mình lại khai thác được một câu chuyện nó có nhiều vấn đề vì vấn đề là cơ bản là họ không có nền tảng dạ vâng ừ. mà cái ngành nghề này thì thứ nhất là đối với góc nhìn của một người làm kinh doanh dạ vâng thì nó cũng là một trong những cái nghề mà nó khá là phát triển vì vậy cho nên đã đã là phát triển thì kênh đối thủ nó phải nhiều nó phải đỏ ngòm thị trường thị đại dương này nó không còn xanh nữa nhưng mà không xanh thì kiểu gì cũng còn ngách cho chúng mình còn nếu mà nó đã là xanh lè rồi mà mà thị trường mà lại không ai thèm nhòm đến thì cái đó xem xem chừng là bởi vì thực ra cái nhu cầu khách hàng có có hay không nếu mà mình lại lao vào một cái chỗ mà dễ mà lại thị trường nó lại đang còn xanh lè thì không có còn tin chắc rằng là nghề này cũng ít người đủ thông minh để tìm ra một cái ngách mới dạ vâng phải nói thật cũng chẳng ai như em đâu em chuyên dọa các bạn là gì ngành nghề nó rất là khó và có thể là theo thời gian càng nhiều người làm thì cái mức độ cạnh tranh nó sẽ càng gia tăng đó nên là các bạn có đủ tự tin các bạn có đủ bản lĩnh không để vượt qua cái thời gian này hay không thì nó mới là cái mấu chốt của vấn đề luôn luôn dọa các bạn là gì nó sẽ rất là khó không hề đơn giản ngành spa của năm 2024 Chúng ta sẽ bàn đến một cái câu chuyện đó là sản phẩm mỹ phẩm trong nước hay là sản phẩm nhập khẩu. Dạ vâng. Chính bản thân chị cũng là một founder của một nhãn hàng và nhà máy của chị cũng là một nhà máy ở trong nước. Tuy nhiên là cái sự mua lại nó rất là lớn. Hàng năm năm nay rồi thì cái nhãn hàng này vẫn vẫn có sức mua lại của khách hàng cứ đã dùng thì mua. Tuy nhiên ở đây chị thấy rằng là ở trong lòng của khách hàng họ có một cái ấn tượng không tốt về những cái sản phẩm sản xuất trong nước. Chị cũng là một người làm kinh doanh rất tự hào về quốc gia Việt Nam. Khi mà chị làm ra một cái công thức sản phẩm nào đó thì điều đầu tiên chị nghĩ đến đó là cái cái tự hào của người việt cái tự hào bởi vì bản chất người việt mình giỏi mà cái thứ hai nữa đó là mình đang làm giàu cho chính trên quốc gia của mình dạ vâng đó thế thì ở đây chúng ta sẽ bàn nhau về vấn đề đó là cái lý do mà dẫn đến cái việc đó là ví dụ như em thấy đi em từng ở Hàn Quốc em cũng từng ở Nhật Bản và em thấy rằng quốc gia của họ người dân của họ rất là tự hào về những cái sản phẩm quốc nội sản phẩm nội địa ở bên trong quốc gia của họ sản xuất thế tại sao người Việt có một cái tư duy xính ngoại thế thì phải có cái yếu tố cái lý do để dẫn đến có thể là đến từ cái văn hóa từ cái kiến thức nhưng tuy nhiên đôi khi chị nhận định rằng nó có thể nó cũng đến từ cái chất lượng sản phẩm và ở đây có thể là đôi khi con sâu làm dầu nồi canh nhưng cũng có thể nhiều con sâu nó đã vấy bẩn cái nồi canh như vậy thì phương có nhận định gì về cái tư duy của khách hàng đứng dưới góc nhìn một người chuyên cung cấp và phân phối sản phẩm cho khách hàng một cái điều mà khi em um, làm việc với khách hàng là bao giờ cũng vậy có thể cái điều này mình luôn tự hào mình là người việt nam mà mình luôn tự hào là người việt nam mình giỏi nhưng cũng trong cái thời điểm hiện tại khi mà mình nhắc đến mỹ phẩm việt nam là luôn e sợ là rụt rè khi mà mình nhắc đến mỹ phẩm việt nam bị kể cả khách hàng em luôn khai thác bạn đã từng dùng dòng mỹ phẩm nào của việt nam hay chưa vì mỹ phẩm tốt thì ít mà mỹ phẩm kém chất lượng lại nhiều khi nhắc đến mỹ phẩm made in việt nam thế nên là thường là khi mà ra khách hàng học nó lại chủ yếu nguyên nhân lại đến từ mỹ phẩm made in việt nam nên đó chính là cái điều mà kể cả bản thân mình là một cái người làm nghề đi để bảo làm như thế nào để phân biệt được đâu là mỹ phẩm xịn đâu là mỹ phẩm kém chất lượng thì thật sự bản thân em còn mung lung còn khó còn e sợ chứ huống chi là khách hàng vì nó cứ thật thật giả giả khó để phân biệt và một cái vấn đề nữa là như các bạn đã đang thấy hàng ngày hàng giờ ở trên Facebook là gì? Có những nhà máy họ chạy quảng cáo một cách rất là kinh khủng là gì? Có thể một cái nhà máy đó có thể gia công ra hàng trăm hàng nghìn nhãn hàng mỹ phẩm Retinol, Retinol cả can cả lít như thế này. Rồi thì cốt nám, cốt mụn điều trị hết vĩnh viễn. Rồi thì có thể là đôi khi nó là như thế này. Cái thị trường bây giờ có thể một số bạn là là hot TikTok hoặc là họ có một cái lượng lượt người theo dõi rất là lớn. Từ đó họ tận dụng có những họ người yêu thương, có những người um, tin tưởng họ, họ sẽ ra công những dòng sản phẩm kém chất lượng đó và đem đến tay người tiêu dùng. Và người tiêu dùng thì mặc định rằng tin tưởng 100% vào cái người mà mình đang hâm mộ. đó thế nên là từ đó là cứ ra người hỏng thì lại vô cùng nhiều và mặc định vào rằng vẫn tin tưởng người bán là đây là sản phẩm đến từ nước ngoài. Nhưng nào ngờ đó là sản phẩm made in Việt Nam hàng gia công kém chất lượng nhá. Đây mình nhấn mạnh là gia công kém chất lượng chứ không phải là gia công chất lượng. Đó. Vấn đề nó nằm ở chỗ là cái lòng tham của của cái người kinh doanh. Ấy. Đúng rồi. À, vâng ạ. Đôi khi nó đến từ cái sự thiếu hiểu biết và họ không hiểu rằng là những cái gì mà họ đang đang làm đó nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của làn da và sức khỏe của khách hàng cái chị thấy lớn nhất đó chính là cái văn hóa cái kiến thức sử dụng của khách hàng và cũng không thể phủ nhận là Ừ, em hay nói là như thế này này Cái thị trường hiện tại bây giờ là gì? Người bán thì tham tiền Người mua thì tham đẹp Đương nhiên ai cũng muốn đẹp khi tìm đến một dòng mỹ phẩm Nhưng đẹp ở đây là đẹp gì? Đẹp nhanh, đẹp chậm Đẹp nhanh nó sẽ là gì? Các bạn lựa chọn những cái dòng mỹ phẩm đối với những cái từ quảng cáo nó gọi là nó hào nhoáng, nó mướt mát là gì hết vĩnh viễn không tái phát trở lại, chỉ hết trong một lọ sản phẩm một lọ cao này đi. Còn nếu như đẹp chậm là gì chúng ta sẽ phải cần thời gian, chúng ta phải hiểu được sức khỏe của làn da và tùy từng làn da chúng ta phải lựa chọn được dòng mỹ phẩm đó làm sao cho nó phù hợp với cái làn da của mình thì nó mới đem lại hiệu quả chứ không thể là như một cái lọ mỹ phẩm này chẳng hạn có thể chữa bách bệnh từ mụn sẹo nám cho đến là gì, lão hóa nhăn chẳng hạn đó, một sản phẩm chữa bách bệnh làm sao mà có thể nó đôi khi là tin tưởng người bán quá đấy như chị kết luận đấy thứ nhất là cái tư duy xính ngoại của người việt cũng có dạ vâng có chắc chắn là có họ thích những cái gì mà âu hóa họ dạ thích đúng. những cái gì mà có yếu tố nước ngoài ngay cả cái việc đó là khi họ nhìn một người ở nước ngoài mà có thể là thực ra là mình đi nhiều quốc gia mình biết quốc gia nào cũng có người tốt và người xấu quốc gia nào cũng sẽ có người giết người giát nhưng vấn đề ở chỗ là người Việt mình đang một số ấy, thì họ cứ nhìn thấy người nước ngoài là họ nghĩ rằng là người nước ngoài là tốt hơn mình, là thông minh hơn mình, là sự giàu có hơn mình, là lịch thiệp hơn người Việt mình. Thế nhưng vấn đề nó nằm ở một cái chỗ là mình làm việc với nhiều quốc gia rồi cho nên là mình sẽ biết là bên nào cũng sẽ có những cái giá trị riêng của nó. Dạ đúng. Thế thì cái vấn đề nó đến từ cái việc đó là một là cái sự thiếu hiểu biết của những cái người làm kinh doanh của những người và ví dụ như em kể là các kol các koc mà nổi lên từ cái tiktok hoặc là một số những cái nền tảng sau đó thì được các cái đội nc nó chào mời này là đi sản xuất sản phẩm này kia là đi bán và chính bản thân họ họ cũng không hiểu hiểu được cái hệ lụy mà mang đến cho khách hàng của họ đấy nhưng đôi khi đến từ cái văn hóa từ cái kiến thức cái sự nhận thức của khách hàng đối với những cái vấn đề ví dụ như là vấn đề là mà làm đẹp đi thì đó cũng là một trong những cái yếu tố dẫn đến là tại sao cái thị trường việt nó bị lộn nhộn cả cái vấn đề về sản phẩm như vậy và cũng dẫn đến một cái việc đó là khi người ta đã quen với cái sự lộn nhộn đó thì một số bộ phận là họ dễ dàng họ chấp nhận tuy nhiên có một số đa phần bộ phận thì họ lại cứ nghĩ rằng nước ngoài là tốt và họ từ đó họ có cái tâm thái nó xính ngoại. Thế thì vấn đề nó đến cả các yếu tố từ cái mặt chủ quan của khách hàng cho đến các yếu tố khách quan từ cái thói quen sinh hoạt, cái thói quen học tập và cái thói quen mà nhận những cái luồng kiến thức mà nó nhanh. Ý. Khi mà họ đón nhận những cái luồng kiến thức nhanh thì từ đó họ cũng sẽ có những cái nó nó không có chiều sâu trong bất kỳ một cái sự lựa chọn nào đó và đối với chị thì khi mà ở trong nghề lâu năm thì mình phát hiện ra một điều vấn đề có thể đến từ ngay cả những người bán nhưng vấn đề nó nó có xuất phát từ cả người mua như cái cách của phương nói đó là người bán bán thì tham tiền mà người mua thì tham đẹp nhưng cái vấn đề là cái khách hàng của việt họ thích ngon bổ mà lại phải rẻ nó thì đó cũng là cái yếu tố dẫn đến những cái hệ lụy những cái làn da mà nó rủi ro mà sau này mà chị em mình phải gặp phải khá là nhiều và xử lý khá là nhiều Em xin góp ý một cái ý kiến nhỏ là gì? Chưa chắc ngon bổ đã rẻ đối với thị trường kem trộn hiện tại. Đôi khi là các bạn bỏ tiền ra mua một sản phẩm kem trộn nó đắt gấp 3, gấp 4 lần những sản phẩm dược mỹ phẩm và tiện nhân qua clip này cũng mong muốn chia sẻ gọi là mong muốn làm sao để nhờ có thể là những bạn uh, hot tiktok hoặc là các bạn là những cái người nổi tiếng khi mà các bạn lựa chọn sản phẩm quảng cáo đem đến người tiêu dùng những người mà người ta đặt chọn niềm tin nơi các bạn những người hâm mộ các bạn là những fan trung thành của các bạn thì các bạn hãy lựa chọn những dòng sản phẩm thật là an toàn và thật sự nó đem lại hiệu quả như những gì các bạn đã phát ngôn trên những cái clip truyền thông đó vì thật sự là rất là thương cho khách hàng có những bạn học sinh có, có 18 đôi mươi hay là đang học lớp lớp 6 lớp 7 cũng gọi là dùng những cái đồng tiền tiết kiệm của mình để mua những dòng dòng sản phẩm theo những người mà họ đang hâm mộ đi. Đó, cho nên là những người hâm mộ mà các bạn hâm mộ là những người hot đó. Đơn giản họ cầm một cái chai serum dung dịch màu đen, họ review như này, bôi thoa xong 3 phút sau là cái da của họ hết mụn như thật ra các bạn nào có hiểu rằng là có thể là do những cái kỹ thuật make up hoặc là chưa chắc họ đã dùng những cái dòng sản phẩm kém chất lượng đó để dùng đâu ờ, mà họ chỉ đơn giản là gì họ có thể làm đẹp bằng những sản phẩm những phương pháp khác, khác nhưng mà họ lại bất chấp để họ quảng cáo những cái dòng sản phẩm kém chất lượng đó để đem lại lợi nhuận thật sự là mong những người nổi tiếng những bạn có sức ảnh hưởng lớn ở trên mạng các bạn nên cân nhắc và lựa chọn những dòng sản phẩm thật là an toàn đem đến người tiêu dùng vì khi họ tìm đến các bạn họ tìm đến bằng cả con tim mà đó nên là Chính cái kênh truyền thông đó là cái kênh mà phát tán những dòng sản phẩm kém chất lượng ra bên ngoài rất là nhanh và với một cái cái lợi nhuận nó thật sự là nó nó kinh khủng luôn đấy ạ. Chị có suy nghĩ gì khi mà khách hàng dần mất niềm tin vào spa? Thực ra là không phải gần đâu. Hết thẳng đi. <laughs> mất hẳn. <laughs> ừ. Vấn đề nó nằm ở nhu cầu khách hàng thì vẫn có nha trong bất kỳ ngành nghề nào nhất là những cái ngành nghề liên quan đến tính cảm xúc như kiểu chị em mình từ cái việc sờ nắn lên da thịt rồi trông đẹp hơn tự tin hơn thì khách hàng gần như rất là có cảm xúc có nhu cầu ấy nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ đó là một cái hành trình dài khoảng tầm 3 đến 5 năm cái nghề này nó nó là một cái ngành nghề khá non trẻ đối với việt nam vì thế cho nên nó khá lộn nhộn và đôi khi vấn đề nó đến từ những cái nhãn hàng mà mang cái tính hệ thống tất nhiên là hệ thống nó không hề xấu cái tính system cái đa cấp nó không xấu nhưng khi đi vào người việt ấy, thì nó bị biến tướng dần đi và những cái nhãn hàng mà họ làm những cái sản phẩm mà họ chỉ được cấp phép về mỹ phẩm thôi nhưng họ vẫn làm những sản phẩm mang tính dược và không được cấp phép và nó không an toàn và từ đấy thì dẫn đến một cái việc đó là họ truyền thông một cách thái quá vấn đề nó xuất phát từ cái việc đó là một cái ấn phẩm truyền thông khi mà khách hàng tiếp cận được cái ấn phẩm truyền thông đó và họ có niềm tin có sự kỳ vọng vào cái ấn phẩm đó và khi đến tại cơ sở họ sử dụng cái dịch vụ đó họ trải nghiệm cái dịch vụ đó nhưng họ không đạt được cái sự kỳ vọng như mong muốn của họ và đến ngưỡng cuối cùng đó là khi kỳ vọng ở cái cái đơn vị này cái cơ sở này nó không không được nó có thể bị lỗi bị sai về vấn đề về trị liệu hay cái gì đó trên gương mặt của họ chỉ lấy ví dụ chẳng hạn như là họ làm nám mà sau đó trông khuôn mặt của họ lại tệ hơn lại tăng sắc tố so với trước khi họ đi làm và họ lại tìm đến một cơ sở khác để họ xử lý cái vấn đề về rủi ro đó thế nhưng mà cái cơ sở đó vẫn không xử lý được thì vấn đề nó nằm ở một cái chỗ là khách hàng không còn mất dần niềm tin nữa mà gần như là khách hàng đã bị không còn niềm tin và từ đó thì họ đề phòng hơn, họ sẽ bị kháng kháng cự những cái thông tin mà đến với họ và tất nhiên là không phải là bởi vì thế mà nhu cầu thị trường không có. Cái quan trọng là bây giờ họ đã được đào tạo được educate nhiều hơn và họ sẽ lựa chọn những cái đơn vị mà làm mang cái tính chuẩn chỉnh và chỉn chu hơn để mà phục vụ họ tốt hơn. chị hoa nghĩ sao về vấn đề là chủ spa kiến thức rất là mỏng có nghĩa là nông đấy chưa nắm được nhiều kiến thức trong vấn đề điều trị nhưng mà lại rất là liều khi ứng dụng những cái phương pháp ấy kinh khủng trong điều trị ạ <laughs> thực ra là con người phàm đã là con người ấy vâng nếu biết thì họ sẽ biết sợ còn khi mà không biết ấy thì giống kiểu như điếc không sợ súng ấy thế thì với cái 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 thâm niên mà đứng đào tạo khoảng tầm hàng chục năm và hàng chục nghìn các chủ số ba như vậy, các cái lớp rất là nhiều thì chị thấy một điều đó là thứ nhất là tội họ đấy không phải là họ chính là một nạn nhân của những của một số những cái cái hệ tư duy và của nhãn hàng cái đấy là tội chứ không phải là mình lên án hay kết tội gì họ đâu bởi vì bản chất ví dụ như là ngành y đi thì ngay cả đầu vào các thầy hoặc là đã truyền thông về cái tính khó của nó vì vậy cho nên là cái hệ thống y bác sĩ người ta học hành nó cũng rất là chuẩn chỉnh. Thế thì bản chất ngành spa cũng vậy, thực ra là họ đang lấn sân quá sâu sang cái ngành nghề mà họ không được phép làm. Dạ vâng. Chị lấy ví dụ cơ sở của Phương, nó chưa phải là phòng khám nhưng bản chất là ở đó em xử lý những cái vấn đề nhẹ nhàng nhất cho làn da thì đằng sau đã có một đội ngũ bác sĩ và làm chuyên môn hậu thuẫn và bản chất em là cái tư duy ông lãnh đạo là em luôn luôn mong muốn trao giá trị cho người tiêu dùng cuối vì vậy cho nên là khi đi, đi tìm kiếm bất kỳ một phương pháp nào em cũng cũng phải có cái sự cẩn trọng và em làm nghề em cũng có cái, cái độ triển chu tuy nhiên là chính bản thân nhiều chủ spa nhỏ càng nhỏ thì máu liều lại càng cao bởi vì ở đó họ nghĩ rằng là có những cái vùng họ không được làm nhưng họ vẫn vẫn hiểu rằng là họ cái đó họ họ được làm. Cái đó nó là hệ lụy, cái đó mới là cái kết quả của cả một kênh phân phối mà nó bán hàng, nó bán sản phẩm và thậm chí là nó chào mời là neo mi, móng tóc thì cũng đi làm những cái đó. Và dẫn đến một cái việc đó là họ, họ nghĩ là nó dễ. Và khi họ dễ thì họ không biết đó là khó và họ sẽ còn khi mà họ biết khó thì họ sẽ không làm. Khi mà họ biết rủi ro thì họ không làm. Ở đây ấy, vấn đề máu liều có thể đến từ cái hệ lụy như cái cách chị vừa nói Nhưng cái thứ hai là đến từ cái sự tham Đúng rồi, vâng không ạ? Ừ, đến từ cái sự tham Và cái sự tham đó Khi mà họ bị lu mờ Bởi những cái liệu trình Một chục triệu, hai chục triệu, ba chục triệu Và họ được truyền thông rằng là uh, Cốt sản phẩm nó có một triệu thôi Mà có thể thu phí lên vài chục triệu Và đang từ là một cô công nhân Đang từ là một người bán hàng bình thường Thì họ cũng có thể mở ra một cơ sở spa Cái điều họ mở là không sai nha Không có đúng, không có sai Nhưng cái cách mà họ tư duy ấy là do cái hệ lụy của cả một cái ngành nghề. Dẫn đến cái việc đó là họ dễ dãi trong cái vấn đề lựa chọn thì họ chính là nạn nhân chứ họ không phải dù là vô tình hay cố ý thì các chủ spa mà họ làm không tốt thì họ đang là nạn nhân của thị trường, họ đang là nạn nhân của những cái nhãn hàng, họ đang là nạn nhân của những cái người làm bốc Đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Chứ đôi khi nhiều khi chị đào tạo và chị trao đổi với họ nhiều, giao tiếp với họ nhiều, chị cũng cảm thấy rất là đồng cảm và thương họ. Có những cái khách hàng mà có những cái chủ số ba mà khi nhận khách hàng về họ cứ hồn nhiên họ nghĩ rằng cái ca đấy, cái ca nám, cái ca mụn đấy làm rất là dễ và họ mang cái sản phẩm đấy về nhưng mà dẫn đến cái hệ lụy thì đến lúc đấy nhãn hàng nó là cao chạy xa bay, không hỗ trợ xử lý. Thế còn bản chất của họ thì họ vẫn phải là chịu trách nhiệm với chính khách hàng tại cái điểm bán của họ và họ mất uy tín ở đó và họ lại lặn lội họ đi tìm nơi này nơi kia nếu họ may mắn ra thì họ gặp được những cái người mà thẳng và dở hơi như chị em mình dạ vâng. nhưng mà đôi khi thì họ không may mắn và họ lại gặp những cái nhãn hàng và cũng bán cho họ 50 triệu 100 triệu nữa về họ cũng xử lý và họ cũng không xử lý được thì đó chính là cái hệ lụy của một cái thị trường mà nó khá là lộn nhộn cái này nó sẽ từ cái này nó linh sang cái kia chứ cũng không phải là một từ một thứ đâu dạ vâng. Các chủ spa ơi, bản thân mình là một người đã là trực tiếp đứng đào tạo cái kênh chủ spa các bạn đang gặp phải những khó khăn hoặc có những bạn đã từng làm kem trộn các bạn chia sẻ lại rằng các bạn có thể ôm được những lô hàng 100 500 triệu khi mà các bạn nhìn thấy những cái gì, người ta chỉ vẽ cho các bạn ra kết quả, có thể là kết quả sau điều trị hoặc là vẽ ra cho kết quả khi mà các bạn ôm một lô hàng các bạn có thể lãi được bao nhiêu tiền. Nhưng sau khi mà các bạn lấy sản phẩm về các bạn điều trị các bạn gặp những khó khăn đó thì đến ngay chính Boss của các bạn là những người không thể xử lý được và họ sẵn sàng họ đào thải các bạn bất kỳ một lúc nào và cái người mà xử lý vấn đề khi mà gặp phải những vấn đề uh, gặp phải những cái um, trường hợp biến chứng đó lại chính là chủ spa thế nên, nên là làm gì thì làm chúng ta nên tìm hiểu kỹ cái sản phẩm mà mình đang định phân phối hoặc những phương pháp mà mình đang định ứng dụng trong cái quá trình mà mình làm cho khách hàng vì chỉ có một cái giữ chân được khách hàng lâu dài và bền vững đó chính là chất lượng đến từ sản phẩm và phương pháp các bạn làm tại cơ sở mà thôi cái từ hóa mà chị sợ nhất Đấy chính là bốt và chủ tịch Em rất là sợ khi mà đôi khi có những bạn học viên Bạn ấy nhắn tin cho em Nó tình cờ chỉ gọi là Không phải gọi là chị Phương ơi chẳng hạn Không gọi là cô ơi gọi boss ơi Em mới tình cờ em giật mình bảo Thôi thôi đừng gọi là boss chỉ, đừng gọi là boss Nghe nó cứ đa, đa, đa cấp kem trộn kiểu gì ấy Mình có đùa với các bạn là như vậy Rồi các bạn bảo không Từ boss này có nghĩa là thế này Có nghĩa là thế kia Nhưng mà mình bảo Tự dưng sau mình có một cái, cái cái cái, cái nhìn Nó không thiện cảm lắm về cái từ boss đó thực ra là đúng là ở Việt Nam là cái chị sợ nhất đấy chính là bốt và chủ tịch hai cái tiếng đó là hai cái tiếng mà nghe đến là chị đã giật mình nó để lại cả một cái hệ lụy mà, dạ, vâng. mà nó nó như, nó nó không chỉ để lại bởi vì khi đó nó đã đào tạo theo kiểu đa cấp nửa mùa vâng. chứ còn đa cấp chính thống thì chị cũng lập xuất thân từ đa cấp mà ra đa cấp chính thống thì nó nó đào tạo con người một cái lối tư duy mà nó rất là văn minh nhưng mà đa cấp theo kiểu nửa mùa và ở trong đó họ được nhồi não nhồi vào sọ những cái thuật ngữ những cái từ khóa mà những cái mà thế xong sau đó là chị rất là ngại mỗi lần mà có một ai đó đến nói rằng là em làm cái này của bốt này em làm cái này của chủ tịch kia là là chị rất là sợ cái điều đó đấy cái bốt đó cái chủ tịch đó nó tạo ra cả một cái hệ lụy về cái sự dễ dãi và cái sự bừa bãi trong cái việc tạo ra những cái chủ spa mà nó mang đến cái kết quả không tốt cho khách hàng bản thân em là một người vô cùng thích cái hình thức tư duy của đa cấp nhưng mà khi mà đa cấp về đến việt nam nó quá là cái nhiều cái sự biến tướng trong đó đi nên tự dưng là đâm ra khi người ta nhắc đến cái từ đa cấp là một, một cái gọi là rất là e ngại và lo sợ khi nhắc đến từ đa cấp đó nó là như thế nhưng nếu như chúng ta đi đúng và chúng ta định hướng nhìn nhận đúng về cái vấn đề là chúng ta làm hệ thống đa cấp gọi bất kỳ một cái ngành nghề sản phẩm nào đó đi thì nó cực kỳ là tuyệt vời và nó, nó đem lại rất là nhiều cái lợi ích có nghĩa là có thể cho cả hai bên chẳng hạn đó là những cái nó rất là hay trong kinh doanh nó chỉ có những cái giá trị sau một là giá trị về chất lượng dạ, vâng. sản phẩm và cái thứ hai là giá trị về chất lượng dịch vụ chất lượng phục vụ chúng ta chỉ đáp ứng tốt hai cái chất lượng đó là chúng ta sẽ thành công vâng. còn lại là gọi bằng một cái tên gọi gì thì mình không biết nhưng mà đúng là cả một hệ lụy của một thị trường mà hàng bao nhiêu năm trời với những cái kênh hệ thống sản phẩm của việt nam nó phát triển nó dẫn đến là cái hình thức đó là người ta đang làm người ta đang tham gia vào kinh doanh trong một cái môi trường trong một cái ngành nghề mà nó mang tính y khoa. Thế nhưng mà người ta lại biến tướng nó đi bằng những cái lối suy nghĩ của đa cấp nửa mùa, người ta đào tạo những cái tư duy của đa cấp nửa mùa, người ta bổ não những cái cái đa cấp nửa mùa như vậy và dẫn đến là hệ lụy của cả một cái thế hệ là nó sống ảo ở bên trên chứ nó không còn có độ sâu, độ đầm ở bên dưới như chính cái ngành nghề của nó là một cái ngành nghề cần phải nghiên cứu. Vâng.